chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Mặc dù các mẫu smartphone của Sharp đã không còn phổ biến ở trên thị trường, nhưng một số dòng smartphone AirPods của Sharp thì vẫn được bán tại một số quốc gia như Nhật Bản. Mới đây, Sharp đã bất ngờ cho ra mắt model smartphone mới mang tên AirPods R6. Chiếc AirPods R6 này được trang bị khá nhiều các công nghệ độc đáo. Sau đây thì mình và các bạn sẽ cùng nhau tóm nhanh thông tin chính thức về chiếc Sharp AirPods R6 này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói một chút về phần thiết kế. Trước đây thì dòng AirPods của Sharp luôn tạo được ấn tượng mạnh nhờ giới thiệu nhiều công nghệ và tính năng độc đáo. Chiếc AirPods R6 mới ra mắt cũng như vậy, và điểm độc đáo của nó đó chính là nằm ở phía mặt lưng sau với một cụm camera duy nhất ở mặt sau với kích thước cảm biến siêu lớn lên tới là 1 inch và dụng công nghệ của Leica. Như đã nói ở trên thì cụm camera của AirPods R6 có kích thước siêu lớn lên tới là 1 inch và gần như chiếm trọn mặt lưng sau của máy. Và cũng bởi có kích thước lớn nên máy chỉ có một cụm camera duy nhất để không phá vỡ về phần thiết kế. Tất nhiên máy cũng sẽ có thêm một cụm camera TOF phụ nhưng chỉ để xác định độ sâu chụp ảnh và không giúp chụp ảnh. Công nghệ camera ở trên chiếc máy này là sản phẩm hợp tác giữa Sharp và Leica. Cảm biến máy ảnh của AirPods R6 có độ phân giải là 20 megapixel, tiêu cự là 19mm và khẩu độ là f/1.9, thấu kính với 7 thành phần, mang nhãn Submicron của Leica, hứa hẹn sẽ đem tới những bức ảnh có độ biến dạng thấp hơn. Tuy nhiên vì máy chỉ có một cảm biến máy ảnh duy nhất, vậy nên nó không thể zoom quang học như các ống kính phụ ở trên nhiều model smartphone hiện nay. Mặt trước của máy thì sẽ là một cụm camera selfie có độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ là f/2.3. AirPods R6 thì sẽ được trang bị một cái màn hình OLED với kích thước là 6,6 inch, độ phân giải là Full HD cộng 2730x1260 pixel, hỗ trợ công nghệ HDR, độ sáng màn hình siêu lớn lên tới là 2000 nit và mức gần như cao nhất so với nhiều model smartphone phổ thông ở trên thị trường. Để đạt được những con số này thì Sharp cho biết rằng họ đã phát triển màn hình OLED bằng công nghệ XO TFT thay vì LPTS TFT. Để tránh tình trạng hao pin nhanh chóng, Sharp đã phát triển một thuật toán thích nghi nhằm điều chỉnh tần số quét màn hình từ 1Hz đến 240Hz tùy vào nội dung hiển thị. Đây là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị màn hình OLED thích ứng tần số quét từ 1Hz cho tới 240Hz. Sharp AirPods R6 cũng sẽ có hệ thống cảm biến vân tay siêu âm thế hệ 2. Đây là một trong số ít những chiếc smartphone sử dụng hệ thống xác thực vân tay 3D Sonic Mark của Qualcomm, vốn được trình làng lần đầu tiên vào năm 2019. Với diện tích lớn hơn 11 lần so với thế hệ cũ, khả năng nhận dạng vân tay của máy sẽ hoạt động trơn tru, dễ dàng và chính xác hơn. Ngoài ra thì nó còn cho phép người dùng mở khóa bằng hai dấu vân tay đồng thời nhằm tăng cường khả năng bảo mật. Hiện nay, đây là smartphone đầu tiên có vùng nhận diện vân tay lớn nhất. Tiếp theo là về phần cấu hình, thì Sharp AirPods R6 sẽ sở hữu thông số cấu hình cực khủng, bao gồm bộ vi xử lý Snapdragon 888 của Qualcomm, đi kèm với bộ nhớ RAM là 12GB với chuẩn LPDDR5, bộ trong là 128GB với chuẩn là UFS 3.1, có thể mở rộng bằng thẻ RAM microSD lên tới là 1TB. Viên pin của máy thì sẽ có dung lượng là 5000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Intelligent Charge 2.0. Chiếc smartphone này có một nút bấm để gọi trợ lý ảo Google Assistant, đạt chuẩn chống nước chống bụi IP68, hỗ trợ công nghệ kết nối mạng 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC và cổng sạc là USB Type-C. Hiện tại thì Sharp vẫn chưa công bố mức giá cũng như thời điểm bán ra của AirPods R6. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc Sharp AirPods R6. Và đây là một trong những chiếc smartphone có tính năng khá là độc đáo đến từ Sharp. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Sharp AirPods R6 này thì xin mời để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.